tiếp theo cái phiên về hen phế quản ngày hôm nay thì bác sĩ Lan rất là vinh dự khi được báo cáo một cái chủ đề, đó là hen phế quản thể ho, những thách thức trong thực hành lâm sàng. Và chúng ta thấy cái hen phế quản thể ho này thì đúng là trong thực tế thì chúng ta gặp rất là nhiều và nhiều khi chúng ta bị bỏ qua. Và chúng tôi hy vọng rằng sau cái bài trình bày này thì các bạn sẽ để ý hơn đến hen phế quản thể ho để chúng ta có cái điều trị hiệu quả nhất cho các bệnh nhân về hô hấp. Cái phần trình bày của bác sĩ Lan gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ cùng nhau sơ qua một chút về bệnh hen phế quản. Thứ hai là chúng ta cùng nhau đi một chút về bệnh về cái triệu chứng ho. Và sau đó chúng ta sẽ đi đến cái phần chính của chúng ta, đó là hen phế quản thể ho. Tại sao lại vì như vậy? Thì chúng ta biết là hen phế quản thể ho nó là cái bệnh mà chủ yếu là điều trị chẩn đoán loại trừ, cho nên là chúng ta cần phải hiểu kỹ thế nào là hen phế quản, thế nào là ho, gặp trong những cái vấn đề như thế nào để chúng ta không bỏ sót các cái nguyên nhân khác mà chúng ta quyết định đấy là bệnh nhân bị hen phế quản thể ho. Thế thì chúng ta đều đã biết hen phế quản thì là một cái bệnh viêm mãn tính đường thở, và đây là một bệnh không đồng nhất bởi vì chúng ta thấy là các triệu chứng của hen gồm có ho, tức ngực, khó thở, khò khè thì nó rất là khác nhau ở các bệnh nhân. Người thì ho rất là nhiều, người thì ho ít nhưng mà khó thở rất là nhiều. Rồi các triệu chứng đấy nó xuất hiện nó cũng rất là khác nhau giữa các bệnh nhân. Có bệnh nhân thì ho về mùa hè, có bệnh nhân ho về mùa đông, có bệnh nhân thì ho quanh năm, có bệnh nhân khó thở quanh năm. Đấy nên là nó không giống nhau, rồi các mức độ, cường độ cũng rất khác nhau. Cho nên chúng ta thấy là hen là một cái bệnh viêm mãn tính đường thở thì giống nhau rồi, nhưng mà cách biểu hiện của các bệnh nhân thì nó rất khác nhau. Về gánh nặng bệnh tật của bệnh hen thì chúng ta đã được nghe nhiều rồi, và người ta thấy là cái gánh nặng bệnh tật về hen trên toàn cầu, có các nghiên cứu thì thấy là ở vùng Đông Nam Á cũng như là ở vùng Tây Phi là những cái quốc gia mà cái tỷ lệ những cái gánh nặng về bệnh tật hen phế quản này còn rất là cao, và chúng ta cần phải cố gắng là làm sao giảm bớt gánh nặng y tế về hen phế quản. Và bệnh hen phế quản đó là sự tương tác giữa yếu tố cá nhân của bệnh nhân nội tại bên trong và các yếu tố bên ngoài. Chính vì thế mà người ta thấy là gì, là trên thế giới ấy, người ta thống kê thì có khoảng trên toàn cầu có khoảng 645 triệu người đã từng mắc bệnh hen ở một thời điểm nào đấy. Vì chúng ta biết là có bệnh hen thì có những người ta chỉ mắc khi nhỏ, thế sau đấy rồi thì ổn định có khi suốt đời, sau đó một thời gian thì quay trở lại, hoặc là có những trường hợp thì diễn biến liên tục. Tóm lại là nó rất là khác nhau, nó không đồng nhất như vậy. Và người ta thống kê, người ta thấy là trên toàn cầu thì có khoảng 645 triệu những cái trường hợp mà đã có từng bị hen phế quản. Và cái bệnh hen phế quản này người ta thấy là nó có liên quan đến 450.000 ca tử vong hàng năm. Và cho đến nay thì cái kiểm soát bệnh hen thì vẫn còn rất là hạn chế, và người ta thấy là có tới trên 50% các bệnh nhân hen chưa được kiểm soát tốt. Thậm chí tại các nước phát triển, tức là những cái nước mà giàu có, người ta có đầy đủ các trang thiết bị để chẩn đoán cũng như là để điều trị theo dõi cho các bệnh nhân hen. Tuy nhiên là cái tỷ lệ có thể kiểm soát được hen thì vẫn còn rất là ít. Vậy thì tại sao mà cái bệnh hen này nó lại dai dẳng và khó khăn như vậy? Thì chúng ta cần phải hiểu sinh lý của bệnh hen. Bệnh hen đấy là cái viêm đường thở mãn tính, và cái tình trạng viêm đường thở mãn tính này nó sẽ kéo theo những cái thay đổi cấu trúc trong đường thở, và cái việc thay đổi cấu trúc trong đường thở là một cái vấn đề rất là nguy hiểm. Và trong quá trình chúng ta điều trị hen thì chúng ta cần phải làm sao để hạn chế tối đa cái việc mà thay đổi cấu trúc của đường thở hay là cái tái cấu trúc của đường thở. Cho nên nếu một bệnh nhân hen thì chúng ta điều trị tốt, bệnh nhân đáp ứng tốt thì là cái tình trạng tái cấu trúc của đường thở nó sẽ diễn ra rất là chậm, nó rất là lâu. Còn nếu mà những các bệnh nhân hen mà chúng ta không được kiểm soát, rồi là điều trị không tốt, thì là cái tình trạng tái cấu trúc đường thở nó đến sớm, thì chúng ta có thể thấy là có những bệnh nhân còn rất là trẻ nhưng cái chức năng thông khí nó tắc nghẽn, nó không hồi phục được. Thế và sau này những cái bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân rất là khổ, bệnh nhân cứ ho rồi khó thở suốt ngày, rồi là sớm phải điều trị những cái hỗ trợ về hô hấp, ví dụ như là phải thở máy để thở oxy ở nhà, rất là nặng nề. Và chính những cái thay đổi cấu trúc của đường thở nó làm cho rồi dẫn đến những cái viêm của đường thở, nó dẫn đến những cái triệu chứng của bệnh hen, thế là bệnh nhân có ho rồi khò khè rồi là khó thở. Đây là cái hình ảnh
về cái so sánh về cái mô bệnh học giữa một cái trường hợp mà bị hen phế quản có tái cấu trúc đường thở. Và một cái trường đây là phế quản của những người bình thường thì chúng ta thấy là lòng phế quản của những cái người bình thường nó rộng như thế này, nhưng ở những cái trường hợp bị hen phế quản nó bị thu hẹp lại rất là nhiều. Tại sao nó lại thu hẹp như vậy? Là do nó tái cấu trúc đường thở. Vậy nó tái cấu trúc đường thở là cơ chế như thế nào? Đó là nó tăng số lượng mao mạch, mạch máu, hay người ta gọi là tăng sinh mạch, rồi nó làm tăng lớp xơ dưới niêm mạc, rồi nó làm tăng sinh của cơ trơn, rồi là nó tăng tuyến, rồi tăng phì đại các tuyến dưới niêm mạc, nó làm cho cái thành phế quản nó dày lên, cũng như là lớp niêm mạc nó phù nề, nó sẽ dẫn đến là cộng nó tăng tiết dịch, nó làm cho lòng phế quản lại càng hẹp hơn nữa, và nó dẫn đến các triệu chứng của bệnh hen. Về các triệu chứng lâm sàng của bệnh hen thì chúng ta rất là quen thuộc rồi, đúng không ạ? Những cái triệu chứng chính đấy là bệnh nhân ho, khó thở, tức nặng ngực, khò khè. Và chúng ta lưu ý là với bệnh hen thì những cái triệu chứng này nó phải thay đổi mới là bệnh hen. Còn nếu bệnh nhân lúc nào cũng ho, lúc nào cũng khó thở, lúc nào cũng khò khè, chúng ta phải lưu ý đấy là có thể biểu hiện của các bệnh lý khác. Vì tất cả những cái triệu chứng của các cái bệnh mà nó dẫn đến cái tình trạng là hẹp đường thở, dẫn đến tăng tích của đường thở thì nó đều gây những cái triệu chứng là ho, khò khè cả. Ví dụ như là bệnh nhân bị u phổi, u phế quản, nó chèn ép đường thở thì nó cũng sẽ dẫn đến cái tình trạng khò khè, khó thở cho bệnh nhân. Rồi là những cái trường hợp bị lao nội phế quản chẳng hạn, nó cũng thế, bệnh nhân cứ ho khạc đờm rồi khò khè rồi khó thở. Nhưng mà những cái triệu chứng của các bệnh nhân đấy thường là những cái triệu chứng đó nó cứ từ từ tăng dần, chứ nó không có biến đổi, sáng thì thế này, chiều thì lại khác. Thế cho nên là khi chúng ta hỏi để khai thác cho bệnh nhân của mình liệu có hẹp hay không thì các bạn cần phải lưu ý là khai thác xem những cái triệu chứng đấy nó có thay đổi hay không. Khi khám một bệnh nhân bị hen mà người ta nói là tôi có thở một tháng nay rồi các bác ạ, bác sĩ ạ, nhưng mà nó lạ lắm, có lúc thì tôi như là người giả vờ, tôi thấy hoàn toàn bình thường, như thế mình rất yên tâm là bệnh nhân này khả năng hen rất là cao. Nhưng mà nếu mà người ta lại nói là tôi bị suốt, tôi chả lúc nào cũng đỡ cả, thì chúng ta cần phải cảnh giác bệnh nhân có thể mắc các bệnh khác mà không phải bị hen phế quản. Và chúng ta cũng biết là trong các bệnh hen cũng như là bệnh tắc nghẽn mãn tính thì chức năng thông khí đóng vai trò rất là quan trọng. Thế thì chức năng thông khí ở bệnh nhân hen thì chúng ta sẽ có những cái xét nghiệm gì? Nhất là chức năng thông khí này, chúng ta có thể làm test được phục phế quản, chúng ta có thể làm test gắng sức hoặc là test co thắt phế quản, hoặc là chúng ta đo cái chỉ số viêm ở trong đường thở, hay người ta gọi là đo FNO, để giúp chúng ta đánh giá cái tình trạng thông thoáng của đường thở cũng như là tình trạng viêm của đường thở. Và khác với bệnh tắc nghẽn mãn tính, chức năng thông khí của bệnh nhân hen phế quản có thể bình thường. Và khi mà bệnh nhân hen mà đã có dối loạn thông khí tắc nghẽn, có dối loạn thông khí rồi thì chúng ta thấy nó phải là từ hen 1/4 trở lên, đúng không ạ? Thì đấy là giá trị của cái đo chức năng thông khí ở với bệnh nhân hen. Và chúng ta gần đây có thể nói nhiều đến cái xét nghiệm ở đo FNO, tức là đo chỉ số viêm ở trong đường thở, thì nó cũng hỗ trợ cho các bác sĩ lâm sàng đánh giá xem là cái tình trạng của bệnh nhân này, tình trạng viêm như thế nào. Và chúng ta thấy là những trường hợp người ta nghiên cứu, người ta thấy những trường hợp mà có tăng FNO thì nó sẽ đáp ứng tốt với lại ICS. Tôi đi đến phần thứ hai, đấy là ho. Thế thì hen thì như thế rồi, thế thì còn ho thì như thế nào? Thì chúng ta biết ho là phản xạ bẩm sinh, trẻ con vừa mới đẻ ra là cũng đã biết ho rồi, đúng không ạ? Và đây là một cái cơ chế bảo vệ của cơ thể, nó giúp cho đường thở của chúng ta là sạch sẽ, không bị những cái dị vật nó xâm nhập vào trong đường thở. Và ho thì có rất nhiều loại ho, chúng ta thấy là có trường hợp thì ho ngắn, có trường hợp ho dài, có trường hợp ho rất dài, có trường hợp thì ho mấy năm liền. Đấy, và cái tính chất ho nó cũng rất là khác nhau, để ho có đờm, ho không có đờm, ho có máu. Thế và cái ho nó cũng đa dạng như vậy. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể phân loại ra được để chúng ta định hướng được cái nguyên nhân? Thì người ta chia ho thành 3 loại. Thứ nhất là ho cấp tính, thứ hai nữa là ho mãn cấp tính, và thứ ba là ho mãn tính, dựa vào thời gian ho. Thế thì những cái ho nào mà dưới 3 tuần rồi hết ý, thì người ta gọi là ho cấp tính, còn từ 3 đến 8 tuần thì người ta gọi là ho mãn cấp tính, và ho từ 8 tuần trở lên thì người ta gọi là ho mãn tính. Và người ta thấy là những cái trường hợp mà ho cấp tính hoặc là mãn cấp tính thì thường do nguyên nhân nhiễm trùng. Còn khi mà bệnh nhân ho kéo dài thì ta cần phải lưu ý nó có những cái bệnh khác, ví dụ như là bệnh hen phế quản thì ho của chúng ta cũng có thể những bệnh lý nguy hiểm khác, ví dụ như là ung thư phổi hay là lao phổi. Về cơ chế của ho thì người ta thấy là cái cơ chế của ho thì rất là phức tạp. Vì sao? Vì ho chúng ta thấy không phải chỉ gặp một bệnh lý của phổi. Bệnh nhân bị
thủng ruột tôi thấy cũng ho, bệnh nhân bị bệnh tim cũng ho, bệnh gì cũng ho, dạ dày cũng ho. Vậy thì tại sao mà nó lại ho, bệnh gì nó cũng có thể ho như vậy? Tại vì cái thụ thể mà nó của cái cảm nhận ho ấy, thì nó ở rất nhiều là cơ quan. Người ta thấy nó ở biểu mô, đường hô hấp trên, đường hô hấp dưới, ở màng tim, ở thực quản, ở cơ hoành. Và khi mà những cái thụ thể ho này nó sẽ nhận những cái nhận cảm và nó sẽ truyền các tín hiệu đến trung tâm thần kinh, sau đó trung ương, sau đó thì là có các dây thần kinh để đưa đến những cái cơ quan mà nó dẫn đến những cái động tác ho. Đây là cái cơ chế ho. Và chúng ta thấy là những cái thụ thể ho như tôi vừa liệt kê đấy, là sau dây thần kinh 10 rồi là đến cái trung tâm ho ở não, xong rồi nó đưa những cái tín hiệu về đến thần kinh vận động, rồi cơ hoành, rồi là theo thần kinh 10 để đến các cơ quan để gây ra cái động tác ho. Chính vì thế cho nên chúng ta thấy là ho phải có nhiều các bệnh lý, không phải chỉ ở phổi. Vậy thì trước một trường hợp ho như vậy thì chúng ta cần phải tìm nguyên nhân ho đã. Và trong đó thì hen phế quản thể ho chúng ta cũng là một nguyên nhân gây ho. Thế nhưng mà chúng ta chỉ chẩn đoán là hen thể ho khi mà chúng ta loại trừ các nguyên nhân khác. Vậy thì làm thế nào để chúng ta loại trừ được, chúng ta tìm được những nguyên nhân gây ho? Thì chúng ta cần phải để ý những cái triệu chứng mà nó gợi ý đến các bệnh lý. Ví dụ như là có sốt này, có vã mồ hôi, có sút cân này, rồi là ho ra máu, rồi ho ra đờm, mủ này, rồi là có thở khò khè hay những trường hợp suy giảm miễn dịch. Đó là cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Tuy nhiên chúng ta cần phải hỏi thêm các triệu chứng rồi những cái tiền sử khác nữa của bệnh nhân để chúng ta định hướng xem là bệnh nhân có những cái bệnh lý gì có thể dẫn đến ho. Và người ta thấy là những cái nguyên nhân hay gặp của ho bán cấp thì gồm có là ho sau viêm phế quản, sau nhiễm virus ấy, thì là cũng có thể là những vi khuẩn của bệnh nhân gây ho. Có thể là nó bội nhiễm của những cái trên những bệnh nền, ví dụ như là bệnh như hen, bệnh nhân bị của tắc nghẽn mãn tính, rồi là ho do các bệnh lý của đường hô hấp trên, ví dụ như là viêm mũi xoang, rồi viêm họng, viêm amidan. Và những cái nguyên nhân phổ biến của ho mãn tính, tức là ho kéo dài từ 8 tuần trở lên ấy, thì người ta có thể thấy trong các bệnh như là hen này. Thứ hai là bị bệnh hội chứng trào ngược của thực quản, rồi bệnh mũi xoang, chúng ta thấy là cũng gây đến ho rất là lâu. Hay là bệnh viêm viêm phế quản thâm bạch cầu ái toan không hen. Và chúng ta lưu ý là có nhiều trường hợp là gì, là không phải chỉ có một nguyên nhân dẫn đến ho, có thể là kết hợp hai nguyên nhân gây ho. Ví dụ như là người ta vừa bị hen rồi bị trào ngược. Thế thì chính vì thế cho nên là khi mà chúng ta điều trị những trường hợp như thế là chúng ta phải cố gắng tìm hiểu đủ hết các nguyên nhân để chúng ta điều trị cùng một lúc thì nó có hiệu quả. Chứ còn nếu chúng ta mà chỉ điều trị một nguyên nhân thôi thì cái nguyên nhân kia vẫn còn và nó sẽ không thể cải thiện được cái việc ho. Và khi mà chúng ta tìm nguyên nhân gây ho thì chúng ta cần phải đánh giá kỹ cái đặc điểm của ho như thời gian, rồi tính chất ho, rồi nghề nghiệp của bệnh nhân, rồi tiền sử cá nhân, tiền sử hút thuốc, rồi tiền sử tiếp xúc, rồi các tiền sử dùng thuốc của chúng ta biết là gì. Hiện nay có rất nhiều các thuốc mà nó gây ho, đặc biệt là thuốc tăng huyết áp, đúng không nào? Nếu mức chế phê chuyển gây ho. Tôi gặp rất nhiều các bệnh nhân đến khám thì chỉ cần hỏi cái bác già là bác có tăng huyết áp không, của tôi có, thì bác có uống thuốc huyết áp không, của tôi có, khi nào tôi uống một viên. Hỏi ra thì là bác cái gì, bác cái uống thuốc nó mức chế phê chuyển, thì cái nhóm đấy các bác sĩ tim mạch rất là thích dùng vì nó vừa có tác dụng hạ huyết áp, nó lại vừa có tác dụng tốt với tim. Thế và chỉ cần thay đổi thuốc huyết áp cũng như là cho bác một số những cái thuốc mà giảm ho là nó có thể giải quyết được, trong khi bác ấy đã phải đi rất nhiều nơi để chữa cái bệnh ho này rồi. Nhưng mà tôi thấy trong thực tế bây giờ là các bác sĩ đã rất là quan tâm và cũng rất nhiều các bác sĩ là người ta đã biết được cái vấn đề này. Và khi mà tìm các nguyên nhân gây ho thì chúng ta cần phải thế nào, chúng ta cũng phải chụp phổi, đúng không? Cũng phải liên quan đến cái việc ta có nên chụp phổi cho bệnh nhân hay không. Thế thì chúng ta không lạm dụng nhưng mà chúng ta cũng không không quá dè dặt cho cái việc chỉ định chụp phim cho bệnh nhân. Cái chụp phim cho bệnh nhân thì chúng ta thấy nó có hai cái chỉ định, một là chụp X quang, hai là chụp các lớp vi tính lồng ngực. Vậy thì những trường hợp nào thì nên chụp phim, thì những trường hợp nào mà ho kéo dài thì là nên chụp phim, thì trên 8 tuần thì nên chụp phim. Còn trường hợp nào chúng ta nên chụp các lớp vi tính lồng ngực, chụp các lớp vi tính lồng ngực khi chúng ta chụp phim X quang phổi mà có vấn đề thì chúng ta chụp các lớp vi tính lồng ngực. Hay là những cái trường hợp mặc dù chụp phim X quang phổi bình thường nhưng mà bệnh nhân có những cái triệu chứng mà chúng ta cảm thấy là nó không phù hợp với cái việc X quang phổi này bình thường, thì chúng ta cũng có thể cho bệnh nhân chụp các lớp vi tính lồng ngực để tránh những cái tổn thương mà bỏ sót. Chúng ta biết là trên phim X quang phổi thì nó sẽ bỏ sót một số những cái vị trí như là sau cơ hoành, sau tim ở dưới cơ hoành, hoặc là những cái tổn thương nó rất là nhỏ, hoặc là giãn phế quản giai đoạn sớm chẳng hạn, nó không thể nhìn thấy trên phim X quang phổi. Và có thể cho bệnh nhân kiểm tra cái chức năng phổi để xem là
nguyên nhân gây ho có phải là do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là hẹp phế quản hay không. Đây là một cái lưu đồ hướng dẫn sử dụng ho kéo dài thì tôi cũng vừa trao đổi với các bạn. Chứ một bệnh nhân mà ho từ 3 tuần trở lên thì người ta phải kiểm tra xem có tìm được những cái nguyên nhân rõ ràng không. Nếu mà không thì chúng ta sẽ phải đi làm các xét nghiệm, ví dụ như là chụp X quang hay là làm những xét nghiệm chuyên sâu hơn như chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, đo chức năng hô hấp, thậm chí là nếu bệnh nhân có những tổn thương thì cần phải nội soi phế quản. Thế chúng ta sẽ đi vào cái phần chính của chúng ta, đấy là hen phế quản thể ho. Thì hen phế quản thể ho thì người ta thấy là cái nguyên nhân hay gặp ho dai dẳng ở người lớn và trẻ em, và có khoảng 33,3% các trường hợp ho mãn tính là do hen thể ho, và đây là một cái kiểu hình hen không điển hình, và cái tỷ lệ mắc là rất là dao động, thì các quốc gia từ 14 đến 41%, và có khoảng 1/4 ở những và khoảng 1/4 dân số trưởng thành không hút thuốc. Ở Trung Quốc thì người ta thấy là cái hen thể ho là cái nguyên nhân phổ biến nhất gây ho mãn tính trong thực hành lâm sàng. Và người ta thấy rằng trong các bệnh nhân hen thể ho đấy thì có tới 30-40% hen thể ho sẽ chuyển thành hen điển hình, hen cổ điển các bạn, như là những hen chúng ta đã biết. Thế và rất nhiều các bệnh nhân là khi bệnh nhân bị thử tiết thở khò khè rồi, bắt đầu chúng ta mới phát hiện ra bệnh nhân này bị hen, thì chúng ta bỏ mất khoảng thời gian không đủ trị sớm cho bệnh nhân để cho bệnh nhân tiến triển nặng hơn. Và cái hen này thì cơ chế của nó khi nào nó tiến triển từ hen thể ho sang hen phế quản điển hình hay là hen phế quản cổ điển thì người ta chưa rõ. Và cái hen thể ho này đặc trưng bởi cái tình trạng là người ta ho kéo dài, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Và khi nó tiến triển thành hen điển hình thì sẽ có những cái triệu chứng của hen, đấy là ho thở khò khè, tức nặng ngực. Và ho trong hen phế quản thể ho thì bệnh nhân thường là ho khan, ho kéo dài. Chủ yếu là người ta hay ho vào ban đêm nhiều hơn và dẫn đến mất ngủ, và chính vì thế cho nên là bệnh nhân mới hay đến gặp các bác sĩ vì tôi không ngủ được, tôi mệt mỏi quá. Và người ta thấy là hen phế quản thể ho ấy, thì cái ho cái triệu chứng ho của bệnh nhân hay tăng lên khi mà có những cái kích thích, ví dụ như là khi vận động thể lực này, khi hít phải các dị nguyên. Nhưng mà người ta thấy nó có những cái kích thích mà nó vô hại, ví dụ như là nói chuyện này, nó cũng có thể gây ho này, rồi là cười hoặc là hít phải không khí lạnh là cũng dễ gây ho, tức là rất dễ để ho. Đấy là cái đặc điểm của cái ho trong hen phế quản thể ho. Và với bệnh nhân ho hen phế quản thì hen phế quản thể ho thì thường là khám phổi chúng ta thấy bình thường, chứ còn nếu mà phổi có tăng tiết ra ngáy thì nó là hen điển hình của chúng ta rồi. Và để chẩn đoán hen phế quản thể ho là bệnh nhân phải không có tổn thương trên phim, cả phim X quang cũng như là phim cắt lớp vi tính lồng ngực. Về chức năng thông khí ở bệnh nhân hen phế quản thể ho thì sao? Thì chức năng thông khí của bệnh nhân hen phế quản thể ho thường là bình thường. Người ta có thể thấy nó có thể có thay đổi về lưu lượng đỉnh trong ngày tùy theo cái mức độ. Còn nếu mà bệnh nhân mà đã có chuyển sang cái hen phế quản mà cổ điển ấy, thì có thể là chúng ta sẽ thấy là có cái tình trạng tắc nghẽn đường thở, có test hồi phục phế quản dương tính. Và người ta thấy những cái test hồi phục phế quản của các bệnh nhân mà hen thể ho ấy, thì cái đáp ứng cái thuốc giãn phế quản này thì nó ít hơn so với lại hen phế quản cổ điển. Tức là trong bệnh hen phế quản thể ho thì cái co thắt phế quản nó không nhiều. Và cái xét nghiệm rất có giá trị để chẩn đoán hen phế quản thể ho đấy là test kích thích phế quản. Tuy nhiên là cái xét nghiệm này thì hiện nay thì ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta ít sử dụng trong thực hành lâm sàng, bởi vì là phải được thực hiện ở những cái nơi mà chúng ta có thể cứu được, vì chúng ta gây nên cái co thắt phế quản, nên là chúng ta phải xử lý được cái co thắt phế quản thì chúng ta mới có thể làm cái xét nghiệm cho bệnh nhân. Và giá trị của cái test kích thích phế quản này thì người ta thấy như thế nào? Cái test kích thích phế quản này có giá trị tiên đoán âm tính cao, cho nên là nếu mà bệnh nhân mà làm cái test kích thích phế quản nhưng mà không phát hiện được bệnh nhân này có tăng tính kích thích phế quản thì không nghĩ đến hen phế quản thể ho. Nhưng mà cái tính độ đặc hiệu rất thấp, tức là gì, những cái trường hợp mà test kích thích phế quản dương tính ấy, thì chưa chắc nó đã là hen phế quản thể ho, chắc là hen không, nó còn có thể do nhiều bệnh khác nữa, cho nên là chúng ta cần phải tìm các nguyên nhân khác nữa để chẩn đoán phân biệt. Về test kích thích phế quản thì là người ta cho bệnh nhân tiếp xúc với lại cái chất gây kích thích phế quản với nồng độ tăng dần, và người ta đo chức năng thông khí, là người ta xem là đến mức độ, đến cái thời điểm nào, cái nồng độ nào mà cái FEV1 nó giảm ấy, thì đấy là người ta lấy cái giá trị đấy để người ta tính, đấy là cái liều kích thích.
Và trong hen phế quản thể ho thì người ta thấy có tình trạng tăng bạch cầu ái toan trong đờm, trong dịch hở phế quản. Và cái mức độ nặng của tăng bạch cầu ái toan cũng như là dày màng đáy thì cũng giống như là hen cổ điển. Và trong hen phế quản hen phế quản thể ho thì nó cũng có những cái tình trạng biến đổi cấu trúc như là tôi trao đổi với các bạn ở lúc đầu của bài báo cáo ấy. Cho nên là chúng ta cần phải có điều trị sớm để ngăn ngừa cái việc tái cấu trúc của bệnh nhân hen phế quản. Cho nên là với các bệnh nhân hen phế quản thể ho, ta không có thể chủ quan là chúng ta nghĩ là ung thư này thì cái ảnh hưởng của cấu trúc đường thở nó ít lắm, cho nên là chúng ta không vội để điều trị. Cho nên chúng ta lưu ý là nó cũng giống như là hen phế quản cổ điển để chúng ta điều trị sớm cho bệnh nhân. Và chúng ta với cái bệnh hen phế quản thể ho này thì chúng ta dễ cần phải chẩn đoán phân biệt với lại viêm phế quản tăng bạch cầu ái toan, tức là bệnh nhân cũng ho thế nhưng mà và cũng có cái tình trạng tăng bạch cầu ái toan trong máu, trong đờm cũng như là trong biểu mô phế quản, nhưng mà nó khác ở chỗ là trong cái viêm phế quản tăng bạch cầu ái toan thì không có cái tình trạng tăng kích thích đường thở. Và người ta thấy là ở các trường hợp mà hen phế quản thể ho ấy, thì nó có những cái thụ thể ho nhiều ở đường thở gần và số lượng chúng giảm dần ở phần xa. Còn trong hen cổ điển thì những cái thụ thể của ho ấy, thì nó lại tập trung nhiều ở phế quản xa hơn là ở phế quản gần. Và để chẩn đoán xác định một bệnh nhân bị hen phế quản thì chúng ta dựa vào những tiêu chuẩn nào? Thế thì đây là một cái tiêu chuẩn của Nhật. Đấy, người ta khuyến cáo cho chúng ta là nghĩ đến hen phế quản thể ho với các trường hợp mà bệnh nhân có ho khan kéo dài trên 8 tuần. Bệnh nhân này thì không có khò khè, khó thở, chảy nước mũi gì dưới kia, đó là hen cổ điển rồi đúng không ạ? Rồi là bệnh nhân có thể là không thấy có tiếng thở rít, nghe phổi không có tiếng rít tăng ánh gì cả, chức năng thông khí trong giới hạn bình thường, X quang phổi bình thường. Và bệnh nhân có cái test kích thích phế quản dương tính, đấy là cái xét nghiệm rất là quan trọng để mình xác định là bệnh nhân có bị hen phế quản hay không. Và có một cái đáp ứng điều trị với lại corticoid ấy, đường hít ấy, là một cái tiêu chuẩn cũng rất là tốt để giúp chúng ta yên tâm với lại cái chẩn đoán của mình. Không chỉ hen phế quản thể ho mà trong nhiều trường hợp hen phế quản chúng ta chẩn đoán xác định bằng cách là chúng ta điều trị. Về điều trị hen phế quản thể ho thì chúng ta lưu ý là trong cái hen phế quản thể ho thì nó có sự thâm nhiễm của tế bào mast ở gơi trơn rồi ở lớp biểu mô. Nó dẫn đến tái cấu trúc của đường thở, thì nó dẫn đến suy giảm chức năng thông khí, cho nên là chúng ta nên điều trị sớm. Và những cái trường hợp mà hen phế quản thể ho và các triệu chứng ho dai dẳng thì chúng ta cần phải đánh giá cái tình trạng viêm của bệnh nhân. Ví dụ như chúng ta xem là cái số lượng bạch cầu ái toan trong dịch hở phế quản thế nào, bệnh nhân như thế nào, chỉ số pheno của bệnh nhân ra làm sao, để chúng ta đánh giá xem là bệnh nhân này chúng ta nên điều trị thuốc ICS này liều như thế nào, có cần phải phối hợp điều trị gì hay không. Và có một số bệnh nhân có thể sẽ chuyển từ hen phế quản thể ho sang hen phế quản điển hình, sang phế quản dạng cổ điển. Và cái tỷ lệ nó khoảng 30-40%. Và người ta thấy là những cái yếu tố nguy cơ mà sẽ dẫn chuyển đến từ hen phế quản thể ho sang hen phế quản, đó là bệnh nhân có tăng đáp ứng đường thở, rồi là có tăng bạch cầu ái toan trong máu nhiều, rồi là cơ địa dị ứng ấy, thì hay dẫn đến cái tình trạng sẽ chuyển thành hen phế quản thực sự. Và người ta khi mà chúng ta được sử dụng sớm ICS ở các bệnh nhân hen phế quản thể ho thì sẽ giúp cho hạn chế cái việc bệnh nặng lên, tức là tiến triển thành hen phế quản điển hình. Về điều trị hen phế quản thể ho thì điều trị như hen phế quản cổ điển, và ICS và thuốc giãn phế quản là điều trị chính của điều trị hen phế quản thể ho. Về gọi là hướng dẫn cụ thể, ví dụ như là hen phế quản thể ho chia làm mấy bậc, như là ở trong cái hen phế quản điển hình của Thiên Nam hướng dẫn thì chúng ta chưa có, rồi chúng ta nên khởi phát điều trị bằng thuốc gì, liều bao nhiêu, như thế nào, những cái hướng dẫn chi tiết như vậy thì hiện tại chưa có, mà chúng ta dựa vào những cái phác đồ hướng dẫn chung về hen phế quản để chúng ta điều trị cho các bệnh nhân hen phế quản thể ho. Và với các trường hợp hen phế quản thể ho nó khó như thế, cho nên là chúng ta để ý những cái chỉ số cận lâm sàng mà chúng ta có thể đánh giá được, ví dụ như là bạch cầu ái toan trong máu, ví dụ như là chỉ số pheno, ví dụ như là cái đo chức năng, kết quả đo chức năng thông khí của bệnh nhân để chúng ta chẩn đoán cũng như chúng ta tiên lượng bệnh. Về điều trị corticoid đường hít của bệnh nhân hen phế quản thì chúng ta sử dụng liều như thế nào, thì người ta khuyên là chúng ta
điều trị với liều như là hen phế quản nhẹ và phế quản trung bình. Và nếu mà nó không cải thiện sau khoảng 1 tháng điều trị ấy, thì chúng ta có thể tăng liều lên, hoặc là chúng ta phối hợp thuốc khác, ví dụ như là nhóm kháng glucogen hoặc là theophylline. Và những trường hợp nào mà ho quá dài ấy, thì người ta thấy là khi chúng ta sử dụng corticoid đường toàn thân ấy, thì nó cũng có hiệu quả. Thế thì đấy, về cái điều trị hen thể ho thì nó cũng tương tự như là chúng ta điều trị hen phế quản thông thường, và chúng ta cũng dựa vào những cái khuyến cáo của GINA, check 1, check 2. Check 1 là chúng ta ưu tiên sử dụng các thuốc ICEP hoặc Voltaren và sử dụng khi cần, điều trị nền và khi cần. Còn với check 2 là chúng ta sử dụng ICEP liều cố định duy trì. Thế và cũng tùy vào từng trường hợp mà chúng ta quyết định là cho bệnh nhân sử dụng check 1 hay là check 2. Và hen phế quản thể ho hay là hen phế quản điển hình thì chúng ta cũng cần phải đánh giá bệnh nhân, hẹn bệnh nhân khám lại, đánh giá để điều chỉnh thuốc cũng như là xem là bệnh nhân sử dụng các dụng cụ phân phối thuốc đã đúng hay chưa, và tư vấn để bệnh nhân tuân thủ điều trị. Chứ không có là chúng ta như thấy là rất nhiều các bệnh nhân là chỉ điều trị một đợt thôi, sau đấy rồi là chào tạm biệt bác sĩ cho đến khi bị lại, bắt đầu đến gặp lại bác sĩ trong cái bệnh rất là nặng rồi. Và người ta thấy là trong điều trị hen phế quản thể ho thì có những cái trường hợp mà điều trị hết triệu chứng sau 1 tháng và thuốc giãn phế quản sau đó nó lại quay trở lại, thì bên đấy sẽ thấy là gì, hen là bệnh không khỏi, cho nên là phải điều trị duy trì lâu dài. Đây là một cái nghiên cứu của Lưu và cộng sự nghiên cứu trên các trường hợp mà bị hen phế quản thể ho khi sử dụng ICEP. Thì ông thấy là gì, khi chúng ta sử dụng ICEP ấy, thì sẽ giúp giảm được nồng độ những cái kháng thể trong máu này, rồi giảm nồng độ bạch cầu toan trong đờm trong 6 tháng điều trị. Rồi là nó làm giảm được cái phản ứng viêm của trong đường thở, nó giảm được cái tính phản ứng của đường thở. Như thế thì là nó rất là phù hợp, nó cũng cho ta chúng ta thấy là cái gì, cơ chế của hen thì nó cũng giống như là của hen thể ho cũng như là chất thường hen khác. Và trong hen phế quản thể ho thì người ta thấy kháng glucogen này nó rất là có giá trị, nó giúp nó phối khi có thể chúng ta có thể bắt đầu với các trường hợp mà người ta không thể sử dụng được corticoid. Hay là những cái trường hợp mà sử dụng ICS không mà không hiệu quả thì chúng ta có thể phối hợp với glucogen. Và trong một nghiên cứu với 22 bệnh nhân bị hen phế quản thể ho mà khi sử dụng ICS không đỡ, thì người ta thấy là khi phối hợp với lại glucogen thì nó cải thiện được cái triệu chứng lâm sàng cho bệnh nhân rất là tốt, mặc dù là cái cỡ mẫu cũng rất là nhỏ, mới có được 22 bệnh nhân thôi. Và chúng ta thấy là khuyến cáo của GINA cũng vậy. Trong Vol 2024, như cái bài báo cáo của cô Lan, tức Lan sáng nay thì cũng nói về Zephyrina 2024, cũng nói về cái hen phế quản thể ho, cũng quan tâm đến hen phế quản thể ho, và về điều trị của hen phế quản thể ho nó cũng tương tự như chúng ta điều trị hen phế quản thông thường. Về qua nghiên cứu thì người ta cũng thấy là Budesonide và Voltaren là một trong những cái thuốc ICEP LABA mà để điều trị hen phế quản thì nó cũng rất là hiệu quả với hen phế quản thể ho. Và khi người ta nghiên cứu trên 99 bệnh nhân mà bị hen phế quản thể ho, chia làm 3 cái phương thức điều trị. Một là điều trị glucogen montelukast, một trường hợp là chỉ điều trị ICEP LABA, và một trường hợp là điều trị ICEP LABA kết hợp với lại montelukast, thì thấy là các chỉ số như là chức năng thông khí hay là bạch cầu máu thì cải thiện đáng kể nhất ở cái nhóm mà khi kết hợp ICEP LABA kết hợp với lại montelukast. Chúng ta biết là montelukast chúng ta hay sử dụng cho trường hợp mà hen phế quản kèm với mũi dị ứng, nhưng với trường hợp hen phế quản thể ho thì montelukast là một cái thuốc mà chúng thấy là qua các nghiên cứu như thế là nó rất là hiệu quả khi chúng ta điều trị phối hợp cùng với lại hen phế quản. Thế để kết luận cho cái bài trình bày này thì tôi có bốn những kết luận sau. Thứ nhất là hen phế quản là bệnh lý không đồng nhất, có biểu hiện của các bệnh nhân rất là khác nhau, và chúng ta cần phải khai thác kỹ, khám kỹ bệnh nhân. Và hen phế quản thể ho là một kiểu hình của hen phế quản, và các triệu chứng của hen phế quản thể ho đấy là gì, ho là chính. Các triệu chứng khác của hen như khò khè, khó thở bệnh nhân hầu như không có, chức năng thông khí của bệnh nhân thường là bình thường. Nhưng mà cái test mà để giúp chúng ta chẩn đoán xác định hen phế quản thể ho đấy là test kích thích phế quản, nhưng mà rất là chưa được may mắn, đấy là gì, hiện tại cái này chúng ta chưa có trong thực hành lâm sàng. Và điều trị hen phế quản thể ho thì chúng ta cũng điều trị như hen phế quản cổ điển, đó là sử dụng corticoid đường hít, có thể kết hợp với lại thuốc giãn phế quản. Và có một vấn đề đấy là gì, montelukast là một trong những cái thuốc mà chúng ta xem xét điều trị phối hợp trong các trường hợp mà khi chúng ta sử dụng
ICS là 30 mà chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Và trình bày của bác sĩ Lan đến đây là hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe của các bạn.